Từ nhỏ tôi lớn lên đã gắn liền với bản sắc dân tộc, nghề thổ cẩm, nên khi lớn lên thì tôi thấy và mong muốn muốn đồ thổ cẩm của mình được vươn xa nhiều nơi, và lại mong muốn của tôi là lớn nhất là người dân tộc Bana phải có một bộ truyền thống riêng dành cho các ngày lễ hội lớn, ví dụ như đám cưới. Bởi vậy, vì thế nên tôi đã thiết kế ra những trang phục mà dành cho cô dâu người đồng bào dân tộc thiểu số. Anh Tư, làng trước xã Gla, huyện Đắk Đoa, đã mở đầu câu chuyện về quá trình lên ý tưởng và làm mới trang phục váy cưới truyền thống theo xu hướng hiện đại, đồng thời muốn lan tỏa văn hóa truyền thống của người Bana đến với mọi người. Lớn lên bên khuôn dệt của mẹ, nên anh Tươi đã yêu sắc màu thổ cẩm từ nhỏ. Tình yêu ấy đã thúc giục anh phải tìm được hướng đi mới cho thổ cẩm dân tộc và biến ước mơ đưa thổ cẩm vượt ra khỏi buôn làng thành hiện thực. Vì thế, khi có đủ điều kiện là anh bắt tay vào làm váy cưới theo phong cách truyền thống kết hợp hiện đại. Và khi những sản phẩm ra đời, anh đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của đông đảo mọi người. Đây có thể xem là ý tưởng mới lạ, cách làm hay, hiệu quả để đưa sản phẩm trang phục thổ cẩm làng Tư vươn ra khắp mọi miền đất nước. Qua đó, trực tiếp giúp cho nghề dệt thổ cẩm của dân tộc Bana không bị mai một trước sự thay đổi của thời gian. Từ những bộ trang phục thổ cẩm thì bây giờ tôi đã lên ý tưởng và thiết kế ra mấy bộ trang phục dành cho những cặp đôi chuẩn bị cưới. Từ đó thì được sự phản hồi của tất cả các bạn trẻ thì đều rất yêu thích cái đồ thổ cẩm do mình thiết kế ra. Rồi từ đó thì tạo động lực để tôi có thể làm những bộ sản phẩm cũng như bộ váy cưới nhiều và độc đáo hơn nữa. Hiện nay, hầu hết váy cưới thổ cẩm đều được mẹ và chị gái anh Tư hỗ trợ dệt thủ công, sau đó nhờ những thợ may có kinh nghiệm hoàn thiện. Những sản phẩm sau khi hoàn thành được anh Tư chụp hình đưa lên mạng xã hội và được đông đảo bạn bè chia sẻ. Đồng thời, thông qua bộ ảnh, anh đã lan tỏa được bản sắc văn hóa dân tộc Bana và vẻ đẹp của quê hương nơi anh đang sinh sống và được nhiều người ủng hộ, tìm đến để đặt hàng. Cũng chính vì từ sự ủng hộ của mọi người ấy, nên đã có rất nhiều nơi, nhiều chỗ đã đặt đơn để lên ý tưởng cũng như bộ thiết kế ra bộ trang phục cho riêng họ. Rồi từ đó góp phần cho duy trì cái việc thu nhập hàng tháng cho bản thân tôi để nuôi sống gia đình. Từ năm 2020 đến nay, anh Tươi chụp hàng trăm bộ ảnh cưới, ảnh lưu niệm từ những mẫu đồ thiết kế của mình. Nhờ đó, anh được rất nhiều bạn trẻ quan tâm, ủng hộ, nhận làm mẫu cho các sản phẩm để giúp lan tỏa đến với cộng đồng nhiều hơn, đặc biệt là cộng đồng các dân tộc Bana, Gia Rai trên địa bàn tỉnh. Hiện anh đã mở tiệm áo cưới Annie, trực tiếp trang điểm và chụp hình cho khách hàng. Em rất thích những chiếc váy thổ cẩm của anh Tươi đã làm ra, nó mang vẻ đẹp vừa truyền thống vừa hiện đại. Em và các bạn trẻ rất tự hào vì anh Tươi đã gìn giữ nét đẹp truyền thống của người Bana. Anh Tươi đã giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của xã nhà nói chung và đặc biệt là thôn Đôn nói riêng. Hiện tại thì bộ áo cưới của anh Tươi cũng đã thể hiện là trên 20 bộ đồ truyền thống và các khố, các áo khoác của nam, của nữ. Nói chung thì anh cũng đã phát huy và giữ gìn được bản sắc chung của xã mình. Ý tưởng sáng tạo độc đáo từ trang phục dân tộc Bana của anh Tươi được xem là một trong những phương pháp bảo tồn, phát huy văn hóa đặc trưng riêng biệt của mỗi dân tộc. Thậm chí, anh còn nỗ lực tạo ra nhiều mẫu mới trong thời gian tới cho trang phục thổ cẩm của làng Tư để đưa sắc màu thổ cẩm vươn xa đến các nước trên thế giới, nhưng vẫn giữ được cốt cách của dân tộc mình. Để giữ gìn bản sắc dân tộc thì bản thân tôi cũng như mọi người là muốn được nhân rộng thêm cũng như quảng bá thêm cho khắp thế giới để họ có thể biết đến được nghề dệt thổ cẩm của mình cũng như bản sắc văn hóa của dân tộc người Bana.